Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happyland. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẫu móc như thế này. Rất là đơn giản thôi ạ, một chiếc đầu Pikachu. Với cái mẫu đầu Pikachu như thế này móc rất là đơn giản nha. Mọi người có thể dùng làm mình gắn thêm cái khoen thế này để mình gắn ba lô, túi sách, để gắn móc chìa khóa hoặc dùng cho bé nhỏ, dành cho các bé chơi. Hoặc bây giờ mình đang thấy có một cái rất là hot, đó là chúng ta làm những cái mình làm thêm một cái cành ở đây nè mọi người, xong rồi mình bó giống như bó hoa mọi người, rất là hot luôn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách móc đầu Pikachu nha. Thì ở đây mình sử dụng là sợi cô dông Việt Nam 1 mi chập đôi nha mọi người. Thì mình sử dụng có 3 màu chính này, màu vàng này, một chút màu đỏ cái phần má và một chút màu nâu đậm nha. Thì với sợi cô dông Việt Nam 1 mi chập đôi á thì mình sử dụng cái kim móc là kim 3 mi nha mọi người. Thì đây mình sẽ tiến hành vào móc luôn nha, để không mất thời gian thì mình sẽ tiến hành vào móc luôn này. Mình sẽ móc phần đầu trước nha. Thứ nhất, đầu tiên mình cũng tạo một cái vòng tròn ma thuật đây. Sau đó mình móc 6 mũi móc đơn vô cái vòng tròn này nha mọi người. 2 3 4 5 6. Đấy, vậy là xong hàng thứ nhất. Sang hàng thứ hai, 6 mũi V. Mũi V là 2 mũi móc đơn nha, chung một chân nha mọi người. Hay chúng ta gọi là mũi móc đơn tăng ạ. 6 V. Thì mình vẫn sẽ quy ước là mũi X là mũi móc đơn và mũi V là mũi móc đơn tăng. Mũi móc đơn tăng thì chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn chung vô một chân, tức là 2 mũi X móc chung một chân thì sẽ tạo ra một mũi V nha. Thì cái mũi X mũi V thì là ký hiệu chung trong móc thú rồi. Ký hiệu chung khi mà chúng ta đọc là những cái chạc là tới đây là mình đã xong hàng thứ hai. Ở đây mà chị em nào mà mình chưa nhìn được cái điểm kết thúc á, mình chưa nhìn được cái điểm bắt đầu hay cái điểm kết thúc, thì mình dùng một cái sợi màu khác thì mình đánh dấu nha. Mình sẽ đánh dấu ở đây. Ở đây là cái điểm bắt đầu của hàng mới đây. Sang hàng thứ ba, 1x 1v, một mũi móc đơn, tiếp tục một mũi móc đơn tăng, và mình lặp lại cái cụm đó là 6 lần nha mọi người. Mình sẽ lặp lại cái cụm 1x 1v là 6 lần. Ok, những cái mẫu nhỏ nhỏ thế này thì chị em mình móc cũng rất là nhanh thôi. À, tới đây là mình đã xong cái hàng thứ ba rồi này. Mình vắt cái sợi len đánh dấu lên nha, mình vắt cái sợi đánh dấu lên. Sang hàng thứ tư, 1 2 3, hàng thứ tư. 2x 1v. Mình sẽ đọc xv cho nó nhanh với lại nó không có bị nhầm nha mọi người. À, cái ký hiệu chung trong mũi móc á, thì mũi x là mũi móc đơn. Mũi V là mũi móc đơn tăng. 2 mũi x móc chung một chân sẽ tạo ra một mũi V. Và mũi A thì là mũi giảm. Thì xíu nữa tới cái phần mũi A thì mình sẽ chia sẻ sau nha. Thì bây giờ chị em mình cứ cần nhớ là mũi X là mũi đơn, mũi V là mũi đơn tăng. Đấy, vậy là tới đây là mình đã xong cái hàng thứ tư này. Sang hàng thứ năm, 3x1
2 3 1 V. Và mình lặp lại cái cụm đó là 6 lần là mình kết vòng nha. À, các bạn mà những bạn mà mới bắt đầu học móc thú thì mình nên bắt đầu bằng những cái mẫu đơn giản như thế này nha. Mình móc khi mà chúng ta cứ mình cứ luyện tập mỗi ngày á thì nó quen dần, chúng ta sẽ móc nhanh hơn. Và những cái bạn nào mà các bạn mới móc á, các bạn chưa nhìn được cái điểm bắt đầu và cái điểm kết thúc hàng á, thì hoặc là các bạn chưa biết kiểm tra là mình móc đúng hay móc đúng đủ chưa, thì kết thúc một hàng á, các bạn chịu khó mình đếm lại số mũi nha. Ví dụ như ta kết thúc cái hàng thứ này là 2 4 5, kết thúc hàng thứ 5 á, là hàng 3XV là chúng ta sẽ có 30 mũi. À, và chúng ta ở đây các bạn móc tiếp cho mình 4 hàng nha. 4 hàng từ hàng 6 cho đến hàng 9 nha. Mỗi hàng 30 mũi móc đơn, mỗi hàng 30x, không tăng không giảm nha mọi người. Đây, tới đây là mình đã móc xong hàng 9, tức là mình móc xong 4 hàng, mỗi hàng 30 mũi móc đơn, mỗi hàng 30x. Sang hàng 10 thì mình bắt đầu đi mũi giảm nha mọi người. Để mình vắt cái sợi len đánh dấu hàng 10, 1 2 3 3x. Tiếp tục đến 1A. Mũi A là mũi giảm nha mọi người. Mọi người quan sát này. Đây, cái mũi móc của chúng ta nó sẽ có hai cạnh như thế này. Thì mũi A chúng ta sẽ lấy cạnh trước của hai mũi liền kề nha. 1 này. 2 này. Mình móc thành một mũi nha. Tiếp tục 1 2 3 3x, tiếp đến 1A. Mọi người quan sát nha. Và mình cứ lặp lại cái cụm 3x 1A cho tới hết vòng là mình có 6 lần. X 1A 1 2 3 tiếp tục 1 2 3 và từ đây mình còn một mũi A cuối cùng. Vậy là mình đã xong hàng 10. Bắt cái sợi len màu lên. Sang hàng 11, 2x, 1, 2, 1a, 1x, 2x, 1a. Và mình cũng lặp lại cái cụm đấy cho tới hết vòng nha mọi người. Là mình có 6 lần tất cả. À, vậy là tới đây mình đã kết hàng 2, 4, 6, 8, 10, kết hàng 11 này, sang hàng 12 và cũng là hàng cuối cùng. Mình sẽ móc là 1x, 1, 1a, 1x, 1a. Và mình lặp lại cái cụm đó cho tới hết vòng nha mọi người. Cho tới hết hàng là mình cũng có 6 lần. Và kết thúc cái hàng thứ 12 này là mình có 12, còn 12 mũi móc nha. Và tới đây mình đã kết thúc
và cũng xong cái đầu nha. Đây mình có thể rút cái sợi len màu khác này đi được rồi. Ở đây á, nếu mà bạn nào mà mình làm cái móc khóa giống như thế này nha, mình làm cái móc khóa như thế này này, thì mọi người cắt cái đoạn này chừa dài một xíu. Mình cắt chừa dài một xíu để mình sẽ móc lên cái dây này. Đó, còn bạn nào mà làm cái cành để cắm giống như cắm hoa thì mình cắt ngắn, mình cắt vừa đủ nha để mình khâu bít cái phần này thôi. Bây giờ mình sẽ để đây. Tiếp tục thì mình sẽ đi móc tới cái này nha mọi người. Cái này gọi là cái gì ta? Cái tai. Bây giờ mình sẽ đi móc cái tai nha mọi người. Đây, cái tai thì mình bắt đầu bằng màu nâu. Hàng thứ nhất này, mình cũng tạo một cái vòng tròn. Đó, tiếp đó thì mình móc vô cái vòng tròn này là 4 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4. Hàng thứ hai mình sẽ móc là 1V. Cái phần này thì nó hơi nhỏ nên mọi người chịu khó một chút xíu nha. Móc thú thì sẽ gặp những cái chi tiết nó nhỏ. Nhưng mà đến lúc mà chúng ta móc quen rồi thì sẽ thấy là nó dễ dàng hơn. 1V này. Tiếp tục đến 1X. Mình lặp lại 2 lần nha. Tiếp tục đến 1V. Sau đó đến 1X là mình đã kết vòng. Ở đây thì mình sẽ thay bằng cái sợi màu vàng nha, nên là ở đây mình sẽ cắt cái sợi màu nâu đi. Mình sẽ cắt cái sợi màu nâu, sau đó mình thay bằng sợi màu vàng. Thì tiếp tục các bạn, mình sẽ móc cho các bạn sẽ móc cho mình 4 hàng nha, tức là từ hàng 3 cho tới hàng 6. Mỗi hàng 6 mũi móc đơn. Một, hai. Cái phần này thì nó hơi nhỏ nên là các bạn mình chịu khó nha. 3 4 5 6. Đó, tới đây là mình đã kết thúc cái vòng thứ 3. Ở đây thì các bạn mình có thể đếm luôn. 4 hàng, mỗi hàng 6 mũi móc đơn là chúng ta sẽ có 24 mũi. Và các bạn mình móc mình đếm đủ 24 mũi là được nha. À, tới đây là mình đã móc xong cái tay đầu tiên. Thì mình cắt chừa một khúc để xíu nữa mình khâu nha. À, cái tay thì mình sẽ móc 2 chiếc nha mọi người, mình sẽ móc 2 chiếc tay thế này. Tiếp tục bây giờ mình sẽ đi móc cái phần chấm, cái chấm ở má nha mọi người. Cái chấm ở má, tại vì cái mẫu này thì nó nhỏ nên là cái chấm ở má mình sẽ móc bằng cái kim nhỏ nha. Mình sẽ sử dụng cái sợi cô tông Việt Nam 1 mi, mình sẽ móc 1 mi nên là mình sử dụng cái kim nhỏ, kim 1.75. Thì cái má rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ móc một cái vòng tròn ma thuật, một cái vòng tròn ma thuật là 5 mũi móc đơn. 1 2 3. Mình kéo trước đi. 4 5. Đó, sau đó thì mình nối vòng bằng một mũi trượt nha. Mình nối vòng sang cái mũi đó, bằng một mũi trượt. Và sau đó thì mình cắt sợi. Cắt sợi thì mình cũng chừa một xíu để lát nữa mình khâu. Đó, mình kéo cho nó khít. Cái phần này dư mình cắt đi. Và các bạn cũng móc cho mình hai cái má như thế này nha, hai cái má. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi khâu giáp. Thì trước khi mà đi khâu giáp thì chúng ta sẽ nhồi gòn nha. Mình nhồi gòn cho cái phần đầu này. Thì ở đây mình có nhồi sẵn một cái ở đây này mọi người. Mình sẽ nhồi gòn nha, nhồi tròn đều luôn. Đây mình dùng cái kim khâu len này để mình khâu bít cái phần này lại.
Thì cái kỹ thuật, cái cách khâu vít ạ, mình có một cái video riêng để chia sẻ rồi. Nhưng mà ở đây mọi người mà theo dõi những cái video của mình thường xuyên á, thì mọi người sẽ biết cái cách khâu của mình. Kết thúc cái này, cái vòng này của mình là có 12 mũi này. Mình sẽ lấy 12 cái cạnh ngoài, mình khâu chúng vào với nhau. Đó, mình lấy nguyên 12 cái cạnh ngoài này, mình khâu, mình bó nó lại nha, mình gom nó lại, gọi là gom nó lại. Ở đây nếu mà bạn nào mà các bạn mà làm cái móc khóa cái nhỏ nhỏ như thế này này, thì mình sẽ khâu kín luôn nha, mình khâu kín luôn. Còn bạn nào mà mình làm cái cành hoa thì mình để hở một chút xíu để mình cắm cái cành vô. Nhưng ở đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái móc khóa trước nha. Xíu nữa mình sẽ chia sẻ cái phần để làm cái cành hoa. Đó. Sau đó thì mình đâm nó lên trên này để mình móc cái dây để gắn cái khoen vô. Bình thường á là chúng ta ngày trước là mình hay dùng cái khoen này để mọi người, nhưng mà nó cái móc xích này nó không có được chắc á, nó cứ bị tuột này. Nên là bây giờ mình bỏ cái mắt xích này ra. Mình bỏ cái mắt xích này ra. Sau đó mình móc lên mấy bính thì mình gắn cái này vô luôn á. Tại lúc trước dùng cái khoen đó, khách hàng cứ than là nó long, nó dễ long. Nên mình kéo lên nhá. Đó. Đây là cái lý do vì sao mà chúng ta chừa cái phần sợi đó dài một chút xíu. Bạn nào mà làm khoen móc khóa thì mình mà mình dùng cái khoen đó thì mình chừa một chút xíu nha. Thì mình cứ lên cái số bính nha, đủ cái độ dài như các bạn mong muốn thôi. Như ở đây là mình lên 14 bính thì phải. Sau đó thì mình khâu nó vào này. Mình khâu cái đầu này vô. Như thế này thì nó rất là chắc nha mọi người, nó không có bị tuột cái móc khóa ra. Mình khâu nó vô. Còn mà nếu mà mọi người mà sử dụng cái móc khóa, cái khoen móc khóa sẵn á, thì mọi người không cần phải lên cái bính ở chỗ này. Đó, bây giờ thì mình đi mình khâu các bộ phận vào thôi. Thì mà mấy cái mẫu đơn giản như thế này thì chúng ta cứ mình cứ ngắm mình khâu cho nó chuẩn, cho nó cân đối là được nha mọi người. Đây là cái tay nó sẽ cách cái phần này hai. Đây, cách cái vòng tròn mã thuật là hai hàng, 1 2, nên là mình sẽ khâu ở đây nha. Mình khâu giáp mình làm sao để cho nó cân đối và chắc chắn là được. Sao nó cân đối thì tùy theo cái thẩm mỹ quan của mỗi người á. Chúng ta quan sát để mình khâu cho nó cân đối và nó chuẩn. Nó chắc chắn là được. Đó, nó xong cái tay thứ nhất này. Giờ cái tay thứ hai thì chúng ta cũng phải ngắm theo cái tay thứ nhất để mình khâu cho nó chuẩn nha mọi người. Đây, cái tay thứ nhất cách cách cái đỉnh này là 1 2 hàng, thì cái tay thứ hai chúng ta cũng cách 2 hàng nha, 1 2. Thường là mình sẽ thắt hai cái đầu này lại, sau khi lại mối một lần đó thì mình thắt cái này lại để đảm bảo là nó chắc chắn luôn, vừa giấu sợi mà cũng vừa đảm bảo được là nó chắc chắn. Đó, vậy là đã xong cái phần này.
Thì bây giờ mình sẽ đi khâu cái này là gọi cái gì ta? Cái mũi. Đây thì mình dùng cái sợi màu nâu nha. Đây mọi người mình cũng ngắm vào chính giữa. Ở đây thì mình dùng cái sợi màu nâu. Tiếp tới mình sẽ đi khâu cái mắt nha. Mình sẽ đi khâu cái mắt. Và ở đây thì mình sử dụng màu đen. Bây giờ mình đã khâu cái mũi cái miệng trước rồi nên là bây giờ cái mắt mình sẽ căm theo cái mũi cái miệng nha. Này mắt bên này mình sẽ cách cách cái phần này hai một hai chân. Thì ở đây mọi người có thể sử dụng các loại mắt dán. Mắt dán thì hình như là mình dùng cái loại size 5-6 mm á. Hoặc là bạn nào mà không thích dùng mắt dán thì mình khâu nha. Mình khâu thì nguyên tắc mình khâu làm sao để cho hai cái mắt nó đều nhau là được. Nó cân đối. Đó, bên này cách 1-2 thì bên này cũng cách ra 1-2 nha. Thường khâu thì khâu mắt miệng với mũi ấy, thì chúng ta nên sử dụng cái sợi 1 mm nha, cái sợi nhỏ mọi người thì khâu nó sẽ được đẹp hơn. Đó, mình thấy cái mắt nó đủ độ lớn thì nó cân đối với nhau là ok nha. Mình đi khâu cái chấm vào má nha mọi người. Những cái chi tiết nhỏ như thế này thì khâu nó cũng rất là nhanh thôi, nên là mình khâu thì nó sẽ được đảm bảo hơn là mình dán. Đó, vậy là mình đã xong cái má hồng bên này. Tục. Thắt nó vào để đảm bảo nó chắc chắn. Sau đó thì mình sẽ giấu sợi đi nha. Mình cắt bớt đi xong mình giấu. Vậy là tới đây là mình đã hoàn thiện xong một cái chiếc móc khóa đầu Pikachu hết sức là dễ thương mà cực kỳ là đơn giản nha mọi người. Móc rất là nhanh luôn. À, chỉ với vài cái mũi móc cơ bản thôi á, là chúng ta đã có thể tạo ra một chiếc móc khóa rất là dễ thương cho bản thân hoặc là tặng cho các bé nhà mình nha, tặng cho bạn bè. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Chúc mọi người có thật nhiều những cái sản phẩm như ý nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Happyland. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha.